Chú chó cục xúc nhất năm, chú về thì chào đón, khách tới thì đuổi ra tận cổng. Chú về thì vui vẻ ra chào đón, nhiệt tình kéo vô phòng, còn khách tới thì sủa đuổi đi từ trong phòng ra tới ngoài cổng. Đó là biểu cảm cục xúc của bé chó tên Mít này đây. Mỗi ngày, nhiệm vụ của Mít là trông nhà cho bố mẹ đi làm đến tận chiều thì chạy ra đón bố mẹ về. Đây là cách mà Mít đón bố sau khi đi làm về đây. Mừng rỡ và chạy ra, nhảy lên người của bố để tháo giúp bố khẩu trang. Sau đó kéo bố về phòng nhanh thật nhanh như kiểu sợ mẹ ngồi ở nhà đợi lâu. Đó chỉ là biểu cảm dành cho bố mẹ của Mít thôi. Chứ còn người lạ bước vô phòng là y như rằng thay đổi 360 độ. Bác Tú ơi, em sang xin nước của cà. Vào đây, ông cá đâu? Đây là anh thợ thay bình ga. Người ta vô chỉ để thay bình ga thôi, mỏng sủa từ phòng ra tới tận cổng. Đã thế anh còn đi lấy bình ga cũ mang về, nên Mít tưởng trộm. Mít sủa quá trời quá đất, tới khi người ta đi rồi ổng mới chịu về lại phòng. Mít là đứa con của Tuyên Quang, được sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang. Thế nhưng Mít và cô chủ phải thường xuyên lên Hà Nội để làm việc, lâu lâu mới có dịp về nhà. Nên nếu có ai ở Tuyên Quang thì nhớ theo dõi kênh Mít để Tết về còn ra chơi với Mít nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.